năm thì nó thích hợp lắm. Nó còn đôi khi đưa gặp cô thì cũng treo cô giáo xuống nói gì nữa. Không gì thấy quan tâm mà ngày nào cũng cũng kỹ chứ. Chị nói chị ngày thì rảnh mà giống thả gì đó, bởi vì chị lúc nào cũng coi camera từ đợt đầu bị tin tưởng thường chị không có coi. Mà chị thấy nó buồn, hàng xóm cũng thấy nó buồn nữa. Họ đang đi học thì vui, tự nhiên thấy đi học tự nhiên nó vô cấp. Chị thấy có vấn đề hay phái đi học. Ăn chục, ăn chục. Dụng cụ em làm cho chị đi làm mới hết, dụng cụ sử dụng một lần là bắn chị đi không hết. Cho chị mở bông.
Nhé một chút. Còn xíu nữa là xong rồi. Alo. Ủa, bên kia hẹn em 12 giờ rưỡi hả em? 12 giờ. 12 giờ hay 12 rưỡi? 12 giờ. Trời, 12 giờ về kia trễ rồi. Anh về chưa? Thì anh mới đang trên đường về, phải nửa tiếng mới về tới nhà. Chắc không sao đâu. Ừ, không sao đâu. Mới 12 giờ vậy thôi chứ cũng phải tới 12 giờ rưỡi. Vậy em cứ ăn uống gì đi. Rồi rồi. Ăn trước đi. Ăn về là xuống đi luôn á nha. Đang nặng bụng. Ok ok. Ráng lên con gái. Cô Thủy bữa nay là cô đi thay dây bằng lái đấy. Mà cô phải bỏ thời gian cô nói sơ hơi cô. Ừ. Cô cố gắng làm cho con đó nha. Dạ. Con phải cố gắng lên chút. Nãy giờ mình làm là hơn tiếng, 2 tiếng rồi nè. Mạnh mẽ lên, cho nó hết mụn. Này đáng lẽ là con vô đây là con phải qua đây luôn. Mình được làm được 2 lần ha. Giờ con làm lần con về bắt tiêu rồi. Học thì ít thời gian lắm mà đăng ký phải chờ đợi chị. Yeah. Lâu chị học mấy tháng mới thay giáp chứ. Trời ơi, em học từ đầu năm tới giờ nè mà chưa có đợt thi á chị. Như là 15 triệu mấy hay gần 16 triệu á chị. Đúng rồi.
một nhiều lắm á, cố gắng lên tí. Em kêu má nào ở đây kiểm tra lại.